là dối lòng khi anh chẳng mãi âu lo. Lo anh sẽ mất em trong lúc yêu thương nhớ. Vì tình yêu mong manh tay anh quá yêu mềm. Người yêu ơi em có biết anh yêu em hơn thế, nhiều hơn lời anh vẫn nói. Để bên em anh đánh lời tất cả bình yên. Em buông xuôi vì cô đơn, còn riêng anh cứ ngất ngơ. Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với Sóng Âm Thanh. Ngày hôm nay thì em sẽ mang đến các bác một sản phẩm rất mới của DB Arctic. Và trước khi mà đến với sản phẩm chính ngày hôm nay thì trước mắt các bác đây là một nhân vật mà thời gian vừa qua thì rất nhiều bác hỏi số điện thoại, hỏi Facebook. Hôm nay em cho lên sóng luôn, đúng không ạ? Hôm nay là ngày mùng 1 thì chúc các bác cả tháng gặp nhiều may mắn các bác nhá. Em giới thiệu các bác đi, em là tên là gì đi? Hôm nay em sẽ lên sóng và để giới thiệu cho các bác sản phẩm mới mới về bên em luôn. DB Acoustic nâng tiếng E300 cho các bác nhé. Ok, một sản phẩm mà nó rất mới và thời gian vừa rồi, thời gian năm ngoái ấy, thì bên em có cung cấp cho các bác một dòng nâng tiếng và cũng khá lâu rồi là không bán nâng tiếng. Nhưng mà đây là một sản phẩm vừa mới về nên lên sóng với các bác luôn. Để những bác nào mà đang tìm kiếm một sản phẩm nâng tiếng thì các bác có thể lựa chọn được một sản phẩm tốt với mức giá phải chăng. Và trong một bộ dàn này ạ, ngày nay thì đa phần là các bác dùng vang số, đúng không ạ? Và những cái dòng vang đời cao thì tiếng rất hay rồi. Và thật sự luôn là những dòng vang đời cao hay là những cái bộ âm thanh VIP và thì họ cũng không cần dùng nâng tiếng, nói thẳng như vậy luôn. Nhưng mà nếu như mà các bác mà những bác nào mà thích nghịch, thích chỉnh rồi là hay muốn nâng bát, muốn nâng chép thì cái nâng tiếng là một thiết bị nó hỗ trợ vang số rất là tốt. Nếu như bác nào dùng vang cơ rồi thì các bác có thể là không dùng nâng tiếng các bác nhá, bỏ luôn đi, các bác không nên dùng nâng tiếng làm gì cả. Bởi vì là cái vang cơ, cái sóng nhạc cũng rất là mạnh rồi, các bác không cần dùng nâng tiếng. Nhưng nếu như bác nào dùng vang số thì sao ạ? Những thiết bị vang số ngày nay thì để mà chỉnh được bass thay tép thì một là các bác phải cắm máy tính vào các bác chỉnh, không thì các bác chỉnh bằng tay, mà chỉnh bằng tay thì rất là lâu, đúng không ạ? Đôi khi một bài nhạc các bác nghe các bác muốn nâng bass lên lại phải loay hoay hí hoáy mãi mới nâng được, đúng không ạ? Theo ý thích của mình. Nhưng mà nếu như các bác sử dụng cái nâng tiếng này thì các bác chỉ việc là ra ngoài kia và vặn V hai cái núm là xong luôn, chứ không phải là chỉnh nhiều lần làm gì cả, đúng không ạ? Đây là một sản phẩm rất mới của DB Arctic. Như em Thảo vừa nói đây là bản nâng tiếng DB Arctic EX300. Thì đây là một bản nâng cấp của con EX200 với cái thiết kế mẫu mã cũng là rất là mới. Thì bây giờ mời các bác hãy xem, hãy châm ngưỡng cụ thể cái dòng nâng tiếng này. Ở đây là thiết kế mặt trước của nâng tiếng EX300. Thì các bác có thể xem là nó cũng có một số cái núm chỉnh cơ bản. Ở đây là kênh 1 này, kênh LED này. Ở đây là kênh 2, kênh RIDE đi. Ở đây là công tắc nguồn được đặt đằng trước để các bác có thể dễ dàng điều chỉnh. Thì mỗi bên, hai bên này thì cái tính năng nó gần như là tương tự nhau các bác nhé. Các bác xem này, channel 1 này, channel 2 này. Thì đầu tiên ở đây em sẽ nói tất cả những cái tính năng của những cái núm này. Đầu tiên thì các bác phải xem ở đây sẽ có một cái núm này, các bác nhấn vào nó hiện là 50Hz và 100Hz. Thì khi mà các bác nhả ra thì nó sẽ cắt đến 50Hz, và khi các bác bấm vào thì nó sẽ cắt đến 100Hz. Như vậy là khi các bác mà bấm vào thì sao ạ? Nó sẽ cắt đi nhiều bát hơn. Còn khi các bác nhả ra thì tiếng bát nó sẽ nhiều hơn. Thì nó cũng tùy thuộc vào cái bộ dàn các bác sử dụng ở nhà. Cái thứ hai các bác xem đây, cái low mic đây, thì là các bác là tăng hoặc giảm tiếng bát các bác nhá. Đấy. Khi các bác vặn về hết về off là nó sẽ mất hết bát, còn khi các bác tăng hết cỡ lên là sẽ rất nhiều bát. Cái luôn thứ hai ở đây nó là chính là cái núm mà nó có tác dụng là cắt tần số và âm cho đường tiếng. Đấy, từ 1 kHz đến 8 kHz này. Cái núm thứ ba ở đây đó chính là cái núm mà nó xử lý toàn bộ hiệu ứng. Đấy. Và cái thứ tư là cái chỉnh phần chép. Đấy, các bác mà tăng hết cỡ lên thì rất là sáng, còn giảm đi thì nó sẽ tối tiếng. Và đây nút bypass. Khi mà các bác bấm bypass thì tức là nó sẽ là cho qua, là tức là khi mà đó thì cái nâng tiếng đó nó sẽ không có tác dụng nữa các bác nhá. Và tiếp theo ở đây là nút đảo pha. Đấy, nó sẽ đảo pha từ 0 đến 180 độ. Đây là đảo pha đơn giản. Và ở nâng tiếng thì có một thêm một tính năng nữa, đó là tính năng cắt cốt. Đấy, dành cho việc là các bác dùng xúc điện thì đây cũng sẽ là một sự lựa chọn này. Đấy, bác nào mà dùng âm ly mà mua xúc điện, mua cắt xúc thì cái nâng tiếng cũng là một cái sự lựa chọn, nhưng mà tốt nhất là các bác dùng với vang số thì em nghĩ là nó hợp hơn. Đây, đây là phần chỉnh âm lượng của súp này. Đây là phần cắt súp này, đây là phần chỉnh âm lượng này.
Ở đây sẽ có cái logo của hãng là DB Acoustic EX300. Và tương tự kênh 2 thì tính năng nó cũng tương tự như kênh 1 các bác nhá. Đấy. Và đây là phía mặt sau của nó này, thì sẽ có phần công tắc nguồn này. Ở đây sẽ có những cái đường vào bằng Canon và đường vào bằng AV, thì các bác thuận tiện cắm đường nào thì các bác cắm. Đây là kênh 1 này, đây được input là cái tín hiệu vào ở đây. Đây là output đường ra này, tương tự đây là phần input ở dưới này, phần output là ở trên. Đấy, tương tự với kênh 2 các bác nhé. Và đây là phần đường sup. Sup của nó thì cũng có cả đường Canon và đường AV để các bác lựa chọn. Và với một sản phẩm nâng tiếng này thì em khuyên luôn là các bác nên chỉ sử dụng để ở trước vang hoặc ở trước âm ly để chỉnh phần nhạc mà thôi, chứ các bác không lên để phần mic. Tại vì là đối với những cái phần sản phẩm nâng tiếng mà chỉnh mic thì em đã test rất nhiều dòng rồi, kể cả với dòng này em không đánh giá cao cái việc là sử dụng nâng tiếng để chỉnh mic. Đấy là em nói thẳng luôn, bán hàng nó phải chuẩn luôn. Bây giờ thì em sẽ test luôn thì các bác cái chức năng của con nâng tiếng này, xem là cái chất âm nó như nào các bác nhá. Ok, và sẽ test đến các bác cái chất âm của con này luôn. Cho anh một tí nhạc đi. To tí em. Đấy, đây là ở nâng tiếng là em để thẳng tắp các bác nhá, để 12 giờ hết này. Đấy, thẳng tắp luôn. Em giảm bát cả hai bên cho anh. Đấy, các bác nghe mất luôn bát đúng không ạ? Tăng bát lên tí. Tăng bát lên đi. Đấy. Trả lại đi em, trả lại đi. Ok. Và nếu như các bác để ý thì đây. Nó có ba cái đèn nháy rất đẹp này. Đấy, các bác để ý không ạ? Nó có ba cái đèn nháy rất là đẹp. Đây, rất đẹp luôn. Đây là kênh trái này. Em zoom lại gần các bác xem nhá. Kênh trái này, kênh phải này và kênh sup. Đấy, nhấp nháy rất là đẹp này. Đây là khi mà nó có tín hiệu vào thì nó sẽ nhấp nháy theo nhạc. Còn nếu như mà chưa tín hiệu thì nó sẽ có cái logo của hãng là DB Acoustic EX200. Đấy, rất đơn giản. Các bác nếu mà muốn nghe nhiều bass thì các bác chỉ việc là nâng phần low này. Còn nếu như nhiều chép thì nâng phần 2 là xong. Nhưng mà các bác cũng không nên lạm dụng quá các bác nhá. Chúng ta nâng đến vừa phải thôi. Nếu như các bác mà lạm dụng quá, các bác nâng quá hay sao ạ, nó sẽ bị vỡ tiếng, bị ù ngay. Đấy, còn nếu như các bác mà cũng nâng nhiều chép quá thì nó sẽ bị chói tiếng. Nên là cái gì cũng thế, thiết bị nó sinh ra thì các bác nâng vừa phải thôi, không nên lạm dụng nó quá. Đấy, bật lại các bác nghe nhá. Đây là có lưng tiếng này, đây là bỏ tiếng ra này. Đấy. Các bác nghe rõ chưa? Có lưng tiếng vào này. Đây, giảm bát này. Mất bát luôn. Toàn chép luôn. Lưng chép này. Đấy, rất chói. Giảm chép này. Ok ok. Và vừa rồi thì em vừa test đến các bác cái chất âm của con nâng tiếng DB Acoustic EX200. Và khuyên các bác luôn là khi các bác dùng nâng tiếng thì sao ạ? Các bác ghép ở trước vang cho em hoặc trước âm ly cho em. Và nếu như mà các bác dùng vang số đời cao rồi hoặc là các bác dùng với vang cơ rồi thì các bác cũng không cần thiết phải dùng với nâng tiếng các bác nhá. Cái nâng tiếng này, cái tác dụng của nó đến hiện tại với em, nó là chỉ là để các bác chỉnh bát và chép dễ dàng mà thôi. Đấy, chỉ như vậy thôi các bác nhá. Nếu như bác nào mà quan tâm về sản phẩm này thì các bác có thể liên hệ thẳng với Sóng Âm Thanh để được tư vấn hỗ trợ. Ok, và Thảo có nhìn vào đây mãi nhỉ? Có gì mà nói với các bác không? Nếu như các bác đang quan tâm đến dòng sản phẩm nâng tiếng EX300 bên em thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Sóng Âm Thanh. Và với mức giá cực ưu đãi là 1.850.000 đồng, bao ship toàn quốc cho các bác nhá. Nên là các bác cứ yên tâm sử dụng sản phẩm này. Và kết thúc video này, các bác đừng quên like và đăng ký kênh để có thể theo dõi được tất cả các sản phẩm mới nhất để cập nhật trên kênh YouTube của bên em nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác tại các clip sau nhé.